Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Theo nguồn thông tin được đăng tải trên Thông tấn xã Việt Nam, quân đội Ukraine được cho là đang chuẩn bị thực hiện các động thái cho một cuộc phản công lực lượng Nga vào mùa đông năm nay. Cuộc phản công này có thể là phép thử đối với các loại vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Kiev. Giới chuyên gia nhận định, khi nguồn cung cấp vũ khí phương Tây cạn kiệt và ít có dấu hiệu chuyển biến từ các cường quốc NATO, Ukraine sẽ không có khả năng tiến hành một cuộc phản công khác như mùa hè qua. Đài Sputnik của Nga cho biết, mới đây Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng Salan Dajong tuyên bố trước các nhà lập pháp Liên bang Mỹ rằng đã cạn tiền để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay. Vị giám đốc này cho biết, không có nguồn tài trợ kỳ diệu nào có thể đáp ứng được thời điểm này. Chúng ta đã cạn tiền và gần như hết thời gian. Nếu Quốc hội Mỹ không hành động, đến cuối năm nay, chúng ta sẽ cạn kiệt nguồn lực để mua thêm vũ khí và thiết bị cho Ukraine, cũng như cung cấp thiết bị cho kho quân sự của Mỹ. Theo thống kê của Lầu Năm Góc, Mỹ đã gửi cho Ukraine khoảng 44 tỷ USD viện trợ quân sự kể từ tháng 2 năm 2022, cùng với 76 tỷ USD dưới các hình thức hỗ trợ khác, bao gồm tài trợ ngân sách và viện trợ nhân đạo. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng yêu cầu phê duyệt thêm hàng tỷ USD viện trợ cho Ukraine, nhưng đa số thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện do Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson lãnh đạo vẫn thờ ơ trước đề xuất này. Thông tin này được công bố vào thời điểm Lầu Năm Góc đã thất bại trong cuộc kiểm toán 5 lần thứ 6 liên tiếp. Nhà phân tích an ninh quốc tế Mark Slenboda cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đúng ở một khía cạnh nào đó. Ukraine thực sự đang bước vào một giai đoạn mới của cuộc xung đột, giai đoạn phòng thủ. Họ đang chờ đợi và hy vọng rằng thời gian sẽ đem lại những biến chuyển thuận lợi cho cuộc phản công. Trước đó, Lầu Năm Góc đã được thông báo rằng sau tất cả các hoạt động mà Mỹ triển khai ở Trung Đông, như gửi lực lượng phòng không và các căn cứ chiến đấu của tàu sân bay quanh Trung Đông để hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột với Palestine, Lầu Năm Góc đang rơi vào tình trạng cạn kiệt ngân sách. Theo ông Sleboda, Mỹ và NATO nói chung hiện không có khả năng tăng cường sản xuất công nghiệp để cung cấp cho chính quyền Kiev đủ những loại vũ khí cơ bản trong cuộc chiến như đạn pháo, tên lửa phòng không và nhiều thứ khác. Giờ đây, Kiev còn phải cạnh tranh với Israel về những vũ khí tương tự vốn đã nằm trong danh sách yêu cầu của Israel về những loại vũ khí cần thiết cho cuộc xung đột ở Gaza. Ông nhận định, Ukraine hiện không chỉ phải cạnh tranh để thu hút chú ý, nguồn cung và tài trợ từ Mỹ và Liên minh châu Âu, mà nước này còn gặp phải cú hích tốc độ khi Mỹ đang cố gắng hỗ trợ cả Kiev và Jerusalem cùng lúc. Trước đó, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cũng nói rằng liên minh này nên chuẩn bị cho tin xấu từ Ukraine. Ông nhấn mạnh cuộc xung đột đang phát triển theo từng giai đoạn và phương Tây nên tiếp tục hỗ trợ Kiev trong cả thời điểm thuận lợi và bất lợi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã phát biểu trước các thượng nghị sĩ Mỹ trong một cuộc họp khi chính quyền Tổng thống Biden kêu gọi Quốc hội phê chuẩn đề xuất tài trợ gần 106 tỷ USD cho các cuộc chiến ở Ukraine, Israel và các nhu cầu an ninh khác. Theo đó, lãnh đạo Thượng viện Chuck Schumer đã tuyên bố sự xuất hiện của Tổng thống Zelensky trong cuộc họp sau một ngày chính quyền Mỹ gửi cảnh báo khẩn cấp về việc cấp thiết phải phê duyệt hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, nhấn mạnh nỗ lực chiến đấu của Kiev trước Nga có thể bị đình trệ nếu không có viện trợ này. Nghị sĩ Strummer cho biết, chính quyền Washington đã mời Tổng thống Zelensky phát biểu trước các thượng nghị sĩ để họ có thể trực tiếp nghe từ ông ấy chính xác những mối đe dọa mà Ukraine đang phải đối mặt. Họ cũng sẽ được nghe ý kiến từ các bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao và các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu khác. Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Salan Dajong cảnh báo Mỹ sẽ hết kinh phí để gửi vũ khí và hỗ trợ cho Ukraine vào cuối năm nay, đồng thời nói rằng điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến thực tế chiến trường Ukraine. Bà nói thêm, Mỹ đã cạn số tiền dùng để hỗ trợ nền kinh tế Ukraine và trong trường hợp nền kinh tế Ukraine sụp đổ, họ sẽ không thể tiếp tục chiến đấu và bị chấm dứt hoàn toàn. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm kiếm gói viện trợ trị giá gần 106 tỷ USD cho Ukraine, Israel và các nhu cầu an ninh khác. Trong gói mới đề xuất bổ sung, 61 tỷ USD sẽ cho Ukraine, chủ yếu để mua vũ khí từ Mỹ, 14,3 tỷ USD cho Israel, trong đó bao gồm 10,6 tỷ USD cho vũ khí. Ngoài ra, còn có gần 14 tỷ USD dành cho an ninh biên giới, cùng với viện trợ cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các điều khoản an ninh quốc gia khác của Mỹ.
Tuy nhiên, quá trình thông qua gói viện trợ này ở đồi Capitol diễn ra không mấy suôn sẻ. Sự hoài nghi của Đảng Cộng Hòa ngày càng tăng về mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine và ngay cả những người thuộc Đảng Cộng Hòa ủng hộ nguồn tài trợ này cũng đang đòi thay đổi chính sách biên giới Mỹ-Mexico nhằm ngăn chặn dòng người di cư như một điều kiện để được hỗ trợ. Cuộc xung đột của Ukraine với Nga đã bước sang một giai đoạn mới và lực lượng vũ trang Ukraine vẫn còn phải đối mặt với những trận chiến mùa đông khó khăn phía trước. Tổng thống Ukraine Zelensky nêu rõ, ông hài lòng với kết quả của cuộc phản công, xét đến việc lực lượng vũ trang Ukraine không rút lui khi đối đầu với quân đội mạnh thứ hai trên thế giới. Nhận xét về cuộc phản công, ông cho hay, Ukraine tiếp tục tổn thất về nhân sự, không có đủ vũ khí như mong muốn. Ông không thể hài lòng nhưng cũng không thể phàn nàn quá nhiều. Tổng thống Zelensky thừa nhận, chính quyền Ukraine kỳ vọng về kết quả khả quan hơn từ cuộc phản công gần đây của quân đội nước này, nhưng điều đó đã không đạt được. Ông giải thích rằng Kiev không nhận được tất cả vũ khí cần thiết từ phương Tây và điều này đã ngăn cản bước tiến mạnh mẽ của quân đội Ukraine. Về vấn đề nhân lực bổ sung, Tổng thống Ukraine thừa nhận nhu cầu huy động cho chiến tranh lớn hơn khi nhân lực sụt giảm. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết những thay đổi về huy động quân sự là cần thiết khi ông ra lệnh chuyển hướng chiến lược tập trung vào phòng thủ sau cuộc phản công mờ nhạt ở các khu vực phía nam nước này. Vào tháng 11, đài BBC của Anh đưa tin, dữ liệu chính thức của Liên minh châu Âu EU tiết lộ 650.000 nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ đã rời khỏi Ukraine và đến cư trú ở châu Âu. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều vì nhiều người tị nạn không được đăng ký chính thức tại EU hoặc có thể đã di chuyển sang các điểm đến phổ biến khác như Mỹ hoặc Canada. Theo thiết quân luật của Ukraine, công dân nam trong độ tuổi từ 18 đến 60 bị cấm xuất cảnh, ngoài những trường hợp miễn trừ vì lý do y tế, giáo dục và kinh doanh. Huy động lực lượng là một chủ đề gây nhiều tranh cãi ở Ukraine với những cáo buộc có thể đưa hối lộ để tránh bị nhập ngũ. Giấy chứng nhận y tế giả có thể được mua với giá ít nhất là 3.000 USD. Tổng thống Zelensky hồi tháng 8 đã sa thải tất cả các quan chức phụ trách những trung tâm tuyển quân khu vực trong bối cảnh vụ bê bối tham nhũng lan rộng, đồng thời tuyên bố sẽ điều tra hình sự các âm mưu trục lợi. Nhưng cả số lượng và chất lượng tân binh cho quân đội Ukraine đều thiếu khi xung đột kéo dài. Ukraine cần binh sĩ ở trạng thái thể lực tốt nhất, một thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nói với tờ Financial Times của Anh khi đề cập đến độ tuổi trung bình của binh sĩ Ukraine trên chiến trường là 30 đến 40 tuổi, lớn hơn những quân nhân bình thường khoảng 10 tuổi. Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine đang tập trung và tăng cường sản xuất vũ khí ở trong nước và lĩnh vực này đang được phân bổ một phần lớn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, cho đến nay, năng lực sản xuất vẫn chưa đủ để lật ngược cục diện cuộc chiến. Giải pháp tiếp theo có thể là từ các khoản vay và hợp đồng sản xuất vũ khí với các đồng minh phương Tây. Ông Zelensky lưu ý thêm, mặc dù Ukraine không có đủ sức mạnh để sớm đạt được kết quả mong muốn, nhưng điều này không có nghĩa là Kiev sẽ bỏ cuộc. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, nước này cũng đã đạt được một số thành công nhất định. Quân đội Ukraine đã tiến lên dần dần, mặc dù thực tế là phía Nga được trang bị và phòng thủ tốt hơn. Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạm đội Biển Đen của Nga cũng mang lại kết quả. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng vào năm 2024, nước này sẽ nhân rộng việc sản xuất tên lửa và thiết bị quân sự. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.